Sau đây là phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, sau 5 đợt ký kết tài trợ vốn ưu đãi, hơn 100 doanh nghiệp của thành phố đã vay được 3.400 tỷ đồng với lãi suất thấp. Mức lãi suất cho vay hỗ trợ chỉ còn khoảng 7-8% một năm, giảm khoảng 1-1,5% so với quý 4 năm ngoái và thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1-2%. Khách hàng vay vốn hiện cũng đã mở rộng hơn, không chỉ có các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà mở rộng ra các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, hóa chất, v.v. Ước tính đến hết quý 1, tín dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1% so với cuối năm 2013, sau khi âm trong 2 tháng đầu năm. Theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, so với việc tín dụng đã âm liên tục trong cùng kỳ 2 năm trước, tình hình đầu năm nay đã có cải thiện. Tuy nhiên, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn còn yếu nên việc tăng trưởng tín dụng như mong muốn vẫn chưa thực hiện được. Trong quý 1 2014, công suất thuê phòng khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh trung bình đạt 74%, tăng nhẹ 2% so với quý trước nhưng giảm 1% so với cùng kỳ do nguồn cung tăng mạnh trong năm 2013. Đây là số liệu khảo sát về hoạt động của thị trường khách sạn tại thành phố vừa được Savills công bố. Theo Savills, phân khúc 4 sao hoạt động tốt nhất với công suất 81%, tăng 9% so với quý trước. Phân khúc 3 và 5 sao hoạt động ổn định với công suất 75% cho 3 sao và 70% cho 5 sao. Giá phòng trung bình là gần 1,86 triệu đồng một phòng một đêm, không đổi so với quý trước, nhưng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trên phòng có sẵn quý 1 của phân khúc 3 đến 5 sao tăng 3% so với quý trước. Các khách sạn tại khu trung tâm hoạt động tốt hơn khu ngoài trung tâm. Công suất thuê trung bình của khu trung tâm là 76%, cao hơn 1% so với khu vực ngoài trung tâm. Về nguồn cung trong quý 1, thành phố không có khách sạn 3 đến 5 sao mới. Theo thống kê của Savo, trong 3 năm tới, thành phố dự kiến sẽ có 10 dự án với khoảng 1.900 phòng tham gia vào thị trường. Trong quý 2, năm 2014, thị trường sẽ chỉ có một khách sạn 3 sao mới tại quận 7, cung cấp hơn 100 phòng. Thưa quý vị, 6 nhà máy sản xuất xăng sinh học E5 của Việt Nam đang sản xuất cầm chừng vì thị trường tiêu thụ hạn chế. Đây là thông tin được Bộ Công Thương PVN cho biết tại hội nghị triển khai thực hiện phối trộn nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống diễn ra sáng nay ngày 8 tháng 4 tại Quảng Ngãi. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 6 nhà máy sản xuất ethanol sinh học từ nguyên liệu sắn lát trên cả nước. Trong đó, PVN có 2 nhà máy tại Bình Sơn, Quảng Ngãi và Bù Đăng, Bình Phước, với tổng công suất 200 triệu lít một năm. Bên cạnh đó, hiện có 4 nhà máy khác ngoài PVN sản xuất ethanol nhiên liệu đi vào hoạt động, công suất khoảng 335 triệu lít một năm. Như vậy, hiện cả nước có thể sản xuất 535 triệu lít ethanol mỗi năm, đủ để pha chế xăng E5 và E10, cung cấp cho thị trường năm 2014 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, PVOI do tốc độ phát triển mạng lưới phân phối còn chậm, chưa tương xứng với tốc độ phát triển các cơ sở sản xuất, nên hiện 6 nhà máy đang sản xuất cầm chừng do càng sản xuất càng lỗ. Theo quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình sử dụng xăng sinh học, từ tháng 12 năm 2014, cả nước sẽ có 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng xăng E5 cho phương tiện cơ giới đường bộ. Quý vị, ngành thủy sản đang ngày càng đóng góp nhiều tăng trưởng của Việt Nam nói chung và các tỉnh duyên hải miền Trung cũng như đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Tại Phú Yên, một mô hình nuôi tôm khép kín sản xuất những con tôm giống và tôm thương phẩm chất lượng cao đang được lên kế hoạch để nhân rộng ra nhiều vùng nuôi khác, hứa hẹn sẽ giúp cải thiện hơn nữa sản lượng ngành tôm trong nước. Festival Thủy sản Việt Nam 2014 với chủ đề Hội nhập và phát triển tại Phú Yên vừa khép lại, nhưng cũng chính sự kiện này mở ra mốc đánh dấu tầm quan trọng của ngành khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong nền kinh tế Việt Nam. Đúng là ngành thủy sản đang giữ cái vị trí mũi nhọn trong cái đóng góp vào nền kinh tế quốc dân. Từ năm 1990, giá trị xuất khẩu từ 1 tỷ đô la cho đến nay đã đạt 6,7 tỷ USD. Và trong năm tới thì với cái đà tăng trưởng này thì vẫn tăng trưởng về xuất khẩu là 10% một năm và cái giá trị tăng trưởng tương đối cao. Đối với Phú Yên, thủy sản chiếm phần không nhỏ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, đặc biệt là ngành nuôi tôm trong những năm gần đây. Từ lâu, tỉnh này cũng được biết đến là giàu có và có thương hiệu trong ngành thủy sản. Phải nói là Phú Yên trong 10 năm gần lại đây thì một trong những cái tỉnh duyên hải miền Trung là vấn đề sản xuất cái con tôm bốt cũng như là tôm thịt có cái giá trị rất là cao trong đóng góp trong cái ngành thủy sản Việt Nam nói chung và cái duyên hải miền Trung nói riêng, nhờ là tỉnh Phú Yên đã có quy hoạch.
Đó cũng là lý do thủy sản được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bao gồm ngành nuôi trồng các loại thủy hải sản theo mô hình trang trại, đặc biệt là con tôm. Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, con tôm đang đóng góp nhiều thứ hai trong cơ cấu sản lượng thủy sản của tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì cũng có nhiều doanh nghiệp là tham gia cái việc để sản xuất ra tôm bốt mà phục vụ cho những người nuôi tôm không những ở tỉnh đây, nhưng mà gần đây thì phải nói là có cái doanh nghiệp thủy sản Đắc Lộc ở tại tỉnh Phú Yên thì tham gia rất là tốt và ngày càng thấy rằng là tôm có chất lượng và có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2013, diện tích nuôi trồng thủy sản các loại tại Phú Yên vào khoảng 3.000 hecta, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Trong đó, thủy sản nuôi nước mặn lợ khoảng 2.500 hecta, nước ngọt khoảng 320 hecta. Tổng sản lượng thủy sản hàng năm đạt khoảng 60.000 tấn, gồm đánh bắt và nuôi trồng. Đây cũng là một trong những thế mạnh của tỉnh Phú Yên. Làm tôm thương phẩm hay làm tôm giống, đó là cái duyên của mỗi người. Xuất thân từ là một cái người làm cái dịch vụ tôm bố mẹ, cho nên từ cái làm tôm bố mẹ chuyển sang làm tôm giống nó rất là dễ và nó am hiểu con tôm hơn. Và làm tôm giống nó cũng có một cái đam mê của cái làm tôm giống. Đây có thể coi là một trong những mô hình nuôi trồng và ươm giống tôm thẻ chân trắng khép kín của công ty Đắc Lộc tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Mô hình này do ông Lê Hữu Tình khởi xướng. Từ một người nông dân có kiến thức về nuôi trồng thủy sản, cùng với sự mày mò và ham học hỏi, ông đã trở thành một doanh nhân có tiếng trong ngành nuôi tôm của tỉnh Phú Yên và trên cả nước. Thị trường tôm giống ở Việt Nam nói chung là thiếu một cách rất là trầm trọng. Đã được những con giống tốt, chưa có được nhiều. Đó cũng là một trong những cái mà Đắc Lộc rất là quan tâm. Trên Đắc Lộc đã xây dựng cái mô hình sản xuất tôm giống đạt tiêu chuẩn LoboGAP. Và để đáp ứng cho cái người dân được tiếp cận cái sản phẩm giống tốt hơn. Ông khởi nghiệp từ năm 1991, gần như với hai bàn tay trắng với nghề nuôi tôm sú. Sau đó chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng và nuôi tôm giống kỹ thuật cao. Sau nhiều năm mày mò, học hỏi kỹ thuật và công nghệ từ các kỹ sư và viện nghiên cứu. Thị trường của Đắc Lộc ngày càng mở rộng từ Cà Mau đến Móng Cái. Thị trường mạnh nhất là các tỉnh miền Trung, các tỉnh Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nam Bộ. Hàng năm, công ty này cung cấp khoảng 2,5 tỷ con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác cho các tỉnh Nam Trung Bộ và trên cả nước. Để hỗ trợ cho người nuôi tôm, hàng năm doanh nghiệp này cung cấp trung bình khoảng hơn 3.000 tấn thức ăn và các loại khoáng, vi sinh, thuốc thú y, chủ yếu phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản. Đồng thời cũng đã tiến hành thu mua đầu ra sản phẩm với khoảng 7.000 tấn tôm thẻ nguyên liệu mỗi năm. Thị trường của Đắc Lộc ngày càng mở rộng từ Cà Mau đến Móng Cái. Thị trường mạnh nhất là các tỉnh miền Trung, các tỉnh Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nam Bộ. Hiện công ty này đang là nhà cung ứng tôm thẻ chân trắng lớn nhất tỉnh Phú Yên và thuộc top những nhà cung ứng tôm thẻ chân trắng lớn nhất của cả nước. Đây cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận mô hình nuôi tôm đạt tiêu chuẩn Global Gap. Ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, cơ quan này cũng rất khuyến khích những mô hình nuôi thủy sản khép kín, đồng thời có kế hoạch triển khai những khóa tập huấn cho người dân học tập theo mô hình này để nâng phẩm chất con tôm tại các vùng nuôi. Chúng tôi sẽ phải làm việc với lại trung tâm khuyến nông khuyến ngư của Phú Yên, sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn đầu vào tại cái doanh nghiệp này, tại cái trại nuôi tôm này để cho bà con học tập cái kinh nghiệm đó và nhân cái mô hình này ra cho tất cả các cái vùng nuôi ở tỉnh Phú Yên. Năm 2013, tình hình xuất khẩu tôm lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng mạnh so với năm 2012, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng. Lượng xuất khẩu tăng đến 50%, ước tính kim ngạch năm 2014 sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Vừa rồi là phần 2 của bản tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung đáng chú ý. Các xe taxi hoạt động tại Hà Nội sẽ được cấp phù hiệu riêng. Làm ăn với thị trường Nam Phi, chuyên gia khuyên nên nhìn tận mắt, sờ tận tay.